Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 24 tháng 9. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được hai chiếc về được hai mẫu Tab Archer này các bạn nhé. Đây Tab Archer đây. Tab Archer. Đây là hàng công ty đang xả hàng nha các bạn nhé. Mình về được hai mẫu Tab Archer đấy các bạn ạ. Đây thì mình sẽ bóc hộp sản phẩm Tab Archer đầu tiên các bạn. Tab này là Tab 7 inch nhé. Nói chung là hai mẫu này thì không khác gì nhau. Con này cũng là 7 inch nhé. Thì hôm nay nhà mình vừa về được 10 cây nhé. Thì mình cũng giới thiệu cho các bạn luôn nhé. Thì vì cái này thì nó số lượng nó cũng mình đặt số lượng thì cũng không được nhiều cho lắm. Tại vì đặt hàng công ty đang xả hàng thanh lý mà. Thì mình sản phẩm Tab Archer này thì bên mình cũng đang thanh lý cho các bạn là 1 triệu đồng các bạn nhé. Với giá cực kỳ là rẻ nhé. Này các bạn này, hàng nguyên hộp phụ kiện các bạn nhé. Tất cả hàng nguyên hộp hết các bạn nhé. Đây, hàng 10 nguyên hộp nhé. Nhà mình về được hai mẫu Tab Archer nhé. Đây con này thì là nắp bằng hợp kim nhé, hợp kim nhôm này. Và con này thì mình bóc hộp con này ra nhé. Con này thì là nắp nhựa nhé. Đều là Tab 7 Tab đều tất cả đều Tab 8 inch nhé. Đây, đều là Tab 8 inch nhé. À đều Tab 7 inch nhé các bạn. Các bạn đều là Tab 7 inch. Đây. Đây. Về được hai mẫu Tab 7 inch này. Đấy. Nói chung là hai con này thì nó về chi tiết hình thức nó giống nhau nhé. Con này thì là được cái là vỏ nhựa này. Và con này thì là vỏ nhôm nhé các bạn nhé. Đấy. Nhà mình nay về được, nói chung là hàng này cũng hiếm lắm. Nhà mình mới hôm nay về được 10 cây thôi. Thì mình sẽ làm clip cũng như là thanh lý, đăng và thanh lý cho các bạn 10 sản phẩm này. Thì mình sẽ vào buổi ngày mai thì mình sẽ chốt cho 10 sản phẩm cho mọi người nhé các bạn nhé. Đây thì cũng giới thiệu số cua qua cho các bạn thôi. Nói chung là nhà các bạn, ví dụ mà sản phẩm Tab Archer này thì bên mình đang thanh lý, mình cũng đã nói luôn rồi đấy. Bên mình đang thanh lý với giá cực kỳ là rẻ nhé, với giá là 1 triệu đồng. Các bạn sở hữu là có sim nhé. Con này thì có sim này. Đây, các bạn, đây có một khe thẻ nhớ này, một camera này và ổ sim nhé. Đây có kèm một ổ sim nhé. Đây sorry các bạn, vừa các bạn bắt chờ lúc nhé. Đấy con này có ổ này, một ổ sim, ổ sim và ổ thẻ nhớ nhé các bạn này. Thì con này sẽ là ấy này, đây. Tab Archer nhé. Đây con này thì là ổ sim này sẽ lắp kiểu khác nhé. Con này vỏ nhựa thì các bạn ở đây thì con này thì ổ sim ở trong này nhá. Và đây là khay thẻ nhớ nhá. Thì ở clip này thì mình cũng giới thiệu luôn các bạn là bên mình cũng có là bán cả sim 4G vào mạng cả năm nhá, Mobifone và Viettel nhá. Đấy. Mobifone và Viettel này. Đấy. Còn sim Mobifone này bên mình cũng bán với giá cực kỳ là rẻ nhá. Và sim Viettel này nhá, quý bà không gì cả. Hai sim này của nhà mình, hai mẫu sim này của nhà mình đều vào mạng cả năm nhá. Thì bên mình thì các bạn có thể là mua sản phẩm Tab Archer bên mình ấy, thì các bạn có thể là mua một cái sim vào mạng cả năm nhá. Đây là sim này vào mạng cả năm nhá, Viettel cả năm này, Mobifone cả năm. Nói chung là Mobifone hoặc là Viettel cũng rất là tốt nhá. Nói chung là sóng sánh 3G, 4G cũng rất là ok các bạn nhá. Đấy, các bạn nào thích sản phẩm Samsung A chơi nhà mình ấy, thì các bạn có thể đặt hàng cho mình là một qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình đây này, và mua tặng các bạn mua thẻ kèm cả sim vào mạng cả một năm nhé. Đây nhà mình có bán sim vào mạng một năm nhé. Và qua số điện thoại nhà mình, số điện thoại bên mình thì có hai số nhé, một là 0966221789 nhé. Đấy, và số hai là 0833221789 nhé.
Nói chung là bọn này thì về số lượng có hạn thôi, mong là các bạn là chốt sớm giúp mình nhé. Thì mình cũng đang đặt rất là nhiều hàng rồi nhưng mà hàng nó cũng khan lắm. Thì nhà, ví dụ nhà các bạn mà có trẻ nhỏ hay là trẻ nhỏ, các bạn mua về cho con nhỏ mà để xem phim hoặc đỡ quấy, hoặc cho con ăn hoặc là xem du ngủ, hoặc là các bạn có thể mua về tặng cho ông bà bố mẹ, hoặc là các bạn xem phim lúc các bạn mà đi làm về rảnh ấy, thì các bạn có thể là mình cùng ngồi xem phim, hoặc là bố mẹ thích một máy to để xem phim, hoặc là các bạn cho con nhỏ xem phim, rất là tuyệt vời nhé. Đấy, nghe nhạc, mình đang thử nghe nhạc. Nói chung nó tab 7 inch này thì nói chung là cũng không to quá, không nhỏ quá, nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Đấy, màn hình cũng rất là sắc nét nhé. Nói chung là loa con này thì nó cũng không to quá, không nhỏ quá, nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Tìm kiếm cũng như là dù các bạn như thể tìm kiếm phim bom tấn chẳng hạn này. Đấy, các bạn có thể phim bom tấn này. Nó sẽ ra này. Đấy, phim bom tấn đấy, rất nhiều phim bom tấn đấy, xem. Đấy, các bạn có thể rất nhiều. Đấy. Nói chung là một con máy giải trí cũng rất là tuyệt vời các bạn nhé. Và đây cái con này, ta vào chơi này, lắp lắp lên đây. Nói chung là các bạn rất nhiều lựa chọn nhé, nghe nhạc, xem phim, 3G wifi đủ nhé. Đấy các bạn, ví dụ ở chỗ các bạn mà không có, ở các bạn chỗ mà không có wifi thì các bạn có thể là mua sim 4G dùng cả năm này nhé, các bạn lắp vào thì cả năm tha hồ truy cập internet nhé, rất là tuyệt vời. Đấy, nói chung là cũng chung sản phẩm với mức giá 1 triệu đồng. Nói chung là các bạn đã sở hữu sản phẩm Samsung gì nhỉ? Sản phẩm Tab Archer này nhá. Thì nói chung là cũng sản phẩm này cũng cấu hình cũng rất là tuyệt vời, nói chung là không nhanh quá, không chậm quá, cũng là cũng rất nhiều tính năng của Google. Nói chung là Google cũng nhận nó cũng hay, bây giờ cái này cũng cực kỳ quan trọng cho các bạn. Đấy. Nhà các bạn có trẻ nhỏ hay ông bà bố mẹ thích mua sản phẩm Samsung Tab Archer này, các bạn có thể là về xem phim, nghe nhạc rất là tuyệt vời nhá. Hoặc là sản phẩm cũng nghe gọi nhá, con này là hỗ trợ sim nghe gọi các kiểu nhá, nên là các bạn yên tâm nhá. Đây, và mình cũng xin dừng clip ở đây. Các bạn thích sản phẩm Tab Archer này nhá thì các bạn nhanh tay đặt hàng và chốt hàng cho mình là sớm nhất vào buổi sáng ngày mai nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và mình cũng xin dừng clip lại đây và xin chào tất cả các bạn nhá.